Sớm sửa đổi luật người cao tuổi, xây dựng khung chính sách quốc gia ứng phó với già hóa dân số, hoàn thiện trình chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về người cao tuổi trong giai đoạn mới. Đây là những đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị Toàn quốc biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ tư do Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Hội nghị đã trao tặng bằng khen cho 273 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi, đại diện cho trên 7 triệu người cao tuổi toàn quốc. Đây là những tấm gương sáng đang tham gia lao động, sản xuất kinh doanh, quyết chí vươn lên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Đồng thời tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội ở các địa phương, đơn vị và tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. Đây là thứ 3 tôi đi dự rồi, còn khỏe tôi cống hiến cho xã hội, còn làm rất nhiều máy phục vụ cho nông nghiệp, nông dân chúng tôi. Để nông nghiệp ta phát triển và đồng thời cũng làm giàu cho kinh tế, cho đất nước, đồng thời cho bản thân nữa. Người cao tuổi mà đối với sản xuất kinh doanh là không có cao tuổi, mà khi mà đã vào cuộc sản xuất kinh doanh ấy, là giống như cái bệnh nghề nghiệp, nó cứ là trào dân. Từ đó thì có lẽ là cũng làm được rất là nhiều việc, mà cũng suy nghĩ ra những cái câu chuyện mà hiện nay Đảng, Nhà nước cũng là đang rất là cần để đóng góp ý kiến, đặc biệt là đối với các chính sách. Đánh giá cao và biểu dương tinh thần mạnh mẽ, nghị lực, ý chí nỗ lực vươn lên làm kinh tế của người cao tuổi trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đáp ứng quá trình già hóa dân số. Theo đó, quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về người cao tuổi, nghiên cứu và sớm sửa đổi luật người cao tuổi, quan tâm triển khai bảo hiểm y tế cho 5% người cao tuổi chưa có, xây dựng khung chính sách quốc gia ứng phó với già hóa dân số, nâng mức trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội, sớm hoàn thiện trình chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về người cao tuổi trong giai đoạn mới. Thủ tướng cũng đề nghị Hội Người Cao Tuổi các cấp nhanh chóng triển khai ổn định hệ thống tổ chức theo kết luận số 58 của Ban Bí thư, tiếp tục xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện,